Chào các bạn nhé. Hôm nay tiếp tục test bộ máy 650 x 1000 này. Giờ mình đang chuẩn bị lắp máy bơm bóc hộp nhé. Đây máy bơm nước của Spinner đây. Dòng này là Spinner 800W. Đấy, tiếp tục có khách đặt đặt hàng loại Spinner 800W. Bây giờ mình sẽ lắp cái máy bơm nước cho Spinner. Đây máy bơm nước nó như này nhé các bạn nhé. Đấy thì cái lắp này mình đã quấn sẵn, mình đã vặn sẵn cái đầu và mình đã quấn cái băng tan ở đây sẵn cho các bạn đây rồi. À, cái này lắp rất là dễ nhá, cái này các bạn chỉ việc đây, nó có cái nút ấn này, bạn ấn cái xanh này xuống nhé, ấn cái xanh này xuống và các bạn xỏ tiô vào là xong. Ấn cái xanh này xuống các bạn xỏ tiô vào đấy, nó rất là tiện, nếu không các bạn không phải tháo cái này, tháo tiô rất là tiện. Các bạn chỉ việc ấn cái này xuống, ấn cái xanh này xuống này đấy, ấn cái xanh này xuống là các bạn tháo được tiô ra nhé, nó rất là dễ. Đấy, dòng máy bơm này, dòng máy bơm chìm này, dây của nó rất là dài. Xem là dây của nó đây phải dài cứ khoảng tầm dài 1,5 m, gần 2 m. Đấy. Đây nha các bạn, đây mình chỉ cho các bạn đây. Spinner đây có sẵn đầu dây tiêu đây rồi nhé. Thì có hai cái đầu, một đầu dài và đầu ngắn này. Đầu này đầu ngắn này, còn đầu này đầu dài nhé. Đầu dài các bạn sẽ cắm vào đây. Đấy các bạn ấn cái tay các bạn nhấn cái nút xanh này xuống nha, và các bạn xỏ cái tiêu xuống. Đấy, nhấn nút xanh xuống và xỏ tiêu xuống nha. Là xong này. Đấy, nó không tuột được ra. Còn lúc nào các bạn tháo nha, các bạn chỉ việc ấn cái xanh này xuống này. Các bạn ấn cái xanh này xuống, các bạn rút này ra là xong. Đấy. Lắp cái này rất là dễ nhé. Thì cái dòng bơm mới này nó lắp dễ hơn cái dòng cũ. Cái dòng cũ là nó cắm trực tiếp xuống cái ống sắt ấy. Thì đến lúc các bạn tháo ra, các bạn rút ra rất là khó. Đấy thì bây giờ mình sẽ không lấy cái loại dòng đấy nữa vì lắp nó khó. Mình chuyển sang dùng lắp cái loại này cho nó dễ nhé. Đấy các bạn cắm tiêu xuống rồi. Đây. Và mình sẽ thả máy bơm nước xuống xô nước nhé. Thả máy bơm nước xuống nước. Đây mình quay vào đây cho các bạn xem luôn đấy, chi tiết luôn nhé. Đấy các bạn kết nối máy bơm nước, bạn kết nối máy bơm nước như này nhé. Bạn kết nối máy bơm nước như này thì các bạn cắm điện vào thôi. Đấy, nước nó sẽ chảy ào ào này. Đấy, đây một đầu của dây bơm ở bên phía này và đầu dây này nước. Các bạn nước nó sẽ chảy ào ào ra đây nhé.
đấy, bơm rất là khỏe này. Đấy thì còn hai đầu còn lại thì đây, hai đầu trên này thì các bạn tháo cái vòng sắt này ra, các bạn ấn tiêu xuống và các bạn xoáy hai vòng sắt này vào là xong hai đầu nhá. Và cái này rắc cắm điện 3 pha này, điện 3 pha là 3 dây UVW 3 pha từ biến tần ra này. Đấy, từ biến tần ra nhá. Đấy thì mình khoan, mình để máy đây để mình test con máy này cho khách luôn. Hầu như là bộ nào mình lắp xong mình cũng có test rất là kỹ nhá, và mình test rất là kỹ xong mình mới đóng gói vận chuyển cho các bạn ấy. Đấy, bộ này thì mình cũng đã hoàn chỉnh xong hết. Bây giờ chỉ còn việc test nữa thôi. Đấy, biến tần đây thì bấm răn này và vặn từ từ lên. Vặn từ từ lên nhá, các bạn xem chiều quay của nó này, nó đúng theo cái chiều quay nhé, của cái lưỡi dao ấy. Các bạn để ý cái lưỡi dao. Lưỡi dao của chúng ta thì đây, con dao của mình đây nó có một mé theo lưỡi một phía này. Đấy, nó xoắn theo một phía này này. Thì khi mà nó chạy nhá, buộc nó phải quay theo chiều như thế này. Đấy. Buộc nó phải quay theo, còn bạn các bạn quay ngược trở lại nhé, nó sẽ vô tác dụng, nó không cắt được gỗ mà nó cháy luôn ở gỗ nhá. Cháy gỗ, tai nạn gỗ luôn ấy. Đấy. Nên là các bạn lắp spin nó cũng không đơn giản đâu nha. Các bạn lắp spin các bạn phải kiểm tra kỹ cho mình. Còn mình lắp sẵn đây rồi thì các bạn yên tâm. Mình đã lắp sẵn, mình đã đấu sẵn các dây cho các bạn rồi thì các bạn yên tâm là nó đã đúng, mình đã test đã đúng chiều quay rồi. Nên các bạn rất yên tâm. Ở đây mình sẽ test con spin này, spinner này. Vặn từ từ lên. Đấy, mình đang tăng tốc dần nhé, tăng lên 300, 360, 370. Đấy thì bình thường spinner các bạn cứ chạy khoảng tầm 300, 380 nhé. Nó mắc là 400 nhưng mà các bạn không lên chạy nó mắc quá. Bởi vì bất kể cái máy móc nào cũng thế thôi. Ý cũng như là xe máy, các bạn cứ chạy hết ga hết số thì chẳng mấy mà hỏng xe cả. Đấy, nó nghĩa thế. Thì đối với spin này các bạn cũng chỉ tăng tốc của nó lên cỡ khoảng tầm 385. Hoặc là nếu mà các bạn tăng lên nữa thì các bạn chỉ lên tăng lên 390 hoặc 395. Bạn dừng lại, các bạn đừng có tăng mắc quá nhé. Tăng mắc quá cái gì, mắc quá nó cũng sẽ không tốt. Nó sẽ nhanh hỏng cái thiết bị của mình đi. Đấy, tốc độ quay của spinner đây. Nó là vào 24.000 vòng trên phút. Đấy nhá, 24.000 vòng trên phút nhá. Còn mũi của nó đây, quay theo chiều mũi. Mũi này mình đã lắp, yên tâm là mình đã lắp đúng hết tất cả các chiều rồi, mình đã kiểm tra cho các bạn rất kỹ rồi. Đấy. Còn mỗi cái test cái máy cũng không. Đấy thì các bạn cắm khẩu ngân B nhé. Ngân B đây mình tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng hết. Mạch miếc các bạn sẽ cắm khẩu ngân B. Cắm ngân B vào máy tính. Đấy nhá, mạch đây các bạn cắm cổng USB của nó vào cái kết nối với máy tính nhá.
là các cái thông số chỉnh ấy, nếu mà các cái thông số chỉnh nhé, các bạn nhận máy và các bạn lắp ráp theo video hướng dẫn. Thế còn các cái thông số chỉnh thì mình có thể mình vào mình sẽ cài đặt toàn bộ cho các bạn nhé. Mình sẽ cài đặt toàn bộ, cài đặt phần mềm trên máy tính của các bạn ấy. Mình sẽ vào trực tiếp máy tính của bạn thì mình sẽ cài cho, mình sẽ cài phần mềm các thứ cho. Với lại mình sẽ chỉnh các cái thông số chạy cho máy cho luôn từ đầu luôn. Đấy, sau khi kết nối thì các bạn có thể các bạn điều chỉnh. Đây mình đang kiểm tra chút ít này, chút ít sang phải này, chút ít sang trái này. Y này, chụp y xuống này, y xuống này, chụp y đi lên này. Thì là sau khi lắp ráp lên thì mình chỉ có mỗi kiểm tra các chiều chạy của nó thôi, chiều chạy của x, của y, của z làm sao cho nó đúng là được. Còn nếu chưa, nó chưa đúng thì các bạn thiết lập lại bên trong cái phần mềm. Đây, chụp x nó đang, chụp z nó đang bị ngược. Đấy thì các bạn có thể bỏ tích ở trong cái mục Moto Output nhé. Moto Output các bạn tìm đến thẻ ghi low ASCII này, các bạn bỏ tích ở Z đi thì nó sẽ đấy, như này là xuống này, như này là lên này, xuống này, lên này, xuống này. Đấy, mình đã test xong nhá. Đưa máy lên trên này, đưa máy lên trên này và các bạn là mình cho nó chạy thử, test thử với code, quá thử mới vừa cốt nhé. Nó thử phay này, start này. Tăng tốc lên. Thì các bạn mua máy mới về, các bạn chạy lần đầu tiên, các bạn nhớ tra ít dầu vào các cái vít me với các cái ổ bi của nó nhé. Đây thì mình bơm ít dầu vào các cái ổ bi, các ổ bi với các vít me để cho nó trơn tru. Bởi vì máy mới mà, máy mới là linh kiện nó đều mới hết nên là các bạn phải có ít nhớt. Cái này các bạn tra nhớt xe máy thoải mái nhé, nhớt BB nhớt càng đặc càng tốt, nhớt loãng thì nó sẽ mau khô, còn nếu các bạn tra nhớt đặc một chút thì nó sẽ được lâu. Nhớt đặc rất tốt. Đây mình dùng nhớt DP đổi xe máy. Đấy, các bạn tra vào các cái khớp vít me này, các cái đáy ốc vít me với các cái thanh trượt này là được. Đấy thì hôm nay cũng có ít thời gian, không có nhiều nên mình chỉ test như vậy thôi. Máy mới mình chỉ test như thế này thôi, còn hôm nào mình phay khiếc các cái gỗ khiếc này mình sẽ làm cái video clip sau nhé. Xin phép các bạn là mình sẽ làm các video clip về gỗ ấy.
nhưng mà mình sẽ làm sau. Bởi vì những cái máy mới này mình xuất cho khách này, mình hạn chế là mình phay những cái bụi bẩn nó bắn ra, các cái bụi gỗ nó bắn ra đây, thì đến lúc gửi cho các bạn là các bạn bảo là máy cũ, thế là nên là mình rất là hạn chế. Máy mình chỉ test như thế này thôi, mình test tất cả các phần cơ kia các thứ nó chạy chuẩn hết như thế này là ok. Và mình sẽ lại tháo ra và mình đóng gói, mình sẽ gửi cho các bạn. Đấy, nên là mình làm cái máy này là nó làm 100 cái là như 100 cả, nó không không hề khác nhau cái gì cả. Đấy, còn mình test tiếp các thứ thì mình cũng kiểm tra, test lên thế này mình kiểm tra rất là kỹ rồi. Đấy, còn hôm nào mình sẽ làm kia clip phay gỗ này với cái dòng máy y xì này luôn. Dòng máy này thì mình đã làm, tới đây là mình đã làm sẵn hai ba cái sẵn rồi, thì là mình sẽ xin phép các bạn là mình sẽ test cái video phay gỗ ở video sau nhé. Các bạn nhớ theo dõi kênh mình, đăng ký kênh mình và theo dõi kênh mình. Mình sẽ test hướng dẫn các bạn làm khung ảnh, khung tranh bằng gỗ, phay bằng gỗ này, hoặc là các bạn có thể làm rất nhiều những cái đồ gỗ khác nữa. Đấy, dòng spin 800W nhé, rất là khỏe, chạy bằng máy bơm nước, chạy làm mát bằng nước, điện thì qua biến tần 3 pha. Đấy, thì dòng này các bạn chạy thì không phải nghĩ rồi, các bạn sờ mát rượi. Nó cũng sẽ hơi nóng một chút nhưng mà nó nóng ở trong giới hạn. Còn những cái dòng spinner bằng quạt gió ở trên này thì đương nhiên là nó sẽ không thể nhiệt nhanh được bằng cái dòng này rồi. Cái giá trị của nó rõ ràng là nó thấp hơn rất là nhiều so với cái dòng xịn như thế này. Đấy, thì cho phép mình dừng clip ở tại đây để mình còn đóng hàng cho khách.